lại là các ngươi sao? Các ngươi cuối cùng cũng đào mò được đến đây. À, thì ra mày chọn cái chết. Này người anh em, tại sao anh lại làm như vậy? Các ngươi đã biết rồi, tại sao còn hỏi ta? Đó là vì sức mạnh. Sức mạnh? Nhưng cậu đã có sức mạnh rồi mà. Ta còn muốn sức mạnh nhiều hơn. Nhiều đầy sức mạnh căn bản là không đủ. Ta phải gia nhập cái ác. Ta phải lấy được sức mạnh tham nhũng. Cậu đã đánh mất chính mình rồi. Hãy quay trở lại với con đường thiện lương đi. Thiện lương là cái gì? Thiện lương có cho ta được sức mạnh không? Các ngươi đừng nói nhảm nữa. Có ngon thì tiếp chiêu đi. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi thì nhé. Vậy thì tớ sẽ sử dụng sức mạnh vampire thuần khiết để đưa cậu trở lại với con đường chánh nghĩa. Nằm mơ mộng hão huyền, bây giờ ta có sức mạnh ta to thế này, một mình ta là cân ba chưa đủ, phải cân sáu luôn. Các ngươi đừng nhiều lời nữa, nhào vô đi. Nào các anh em, chúng ta phải hợp sức lại để đưa hai group tịch tham về với lại vị trí ban đầu. Mọi người có nhất quyết với tôi không? Đúng rồi, đấm chết nó đi. Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập thợ săn Run City quận Toriko để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Toriko News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lại giải cứu sông thủy phần 2 nha các bạn. Trong phần trước thì chúng ta đã đụng độ với một chú rồng rất là quen thuộc và siêu to khổng lồ luôn. Đó chính là chú rồng mắt đỏ. Vậy thì không biết trong ngày hôm nay khi mà chúng ta đã phá giải phong ấn của cánh cửa tiếp theo thì những đối thủ rất là khó tiếp theo đang chờ chúng ta chạm trán sẽ là ai nha các bạn. Nhưng tất nhiên một điều mà chúng ta đã biết trước đó là người canh giữ cửa ải cuối cùng sẽ là chú rồng 2 Corrupted Time. Một trong những chú rồng phải nói là ở ngoài đã mạnh rồi mà vô đây chắc là còn bá đạo nữa các bạn ạ. Rồi, ok. Mình sẽ phá giải phong ấn của cái cửa này nha các bạn. Bình thường thì đánh tới đây là được rồi, nhưng mà nay chúng ta gọi là phải chơi lớn. Wow, thế là chỉ còn lại 163 chìa khóa thôi. Cố gắng lên nào. Đã lỡ phá phong ấn rồi các bạn ạ. Ok, và có lẽ là những chú rồng của mình đã hồi phục sau một cái khoảng thời gian dài bị chấn thương các bạn ạ. Đấy, giờ thì mình vẫn còn rất là nhiều chú rồng ở phía sau. Nhưng mà đối mặt với những chú rồng toàn level 60, legend cấp độ và epic cấp độ này thì có vẻ như đội hình của chúng ta cần phải được gọi là bổ sung năng lượng các bạn ạ. Và mình sẽ chơi theo chiến thuật là kẹp nha các bạn. Ở đây thì mình nghĩ có lẽ trong cái sức mạnh này thì chúng ta sẽ kẹp hai người nha. Level 60 lận á. Ôi dồi ôi, vậy thì chúng ta sẽ kẹp đai anh hùng đi. Và sẽ có một phụ tá khởi đầu theo, nhưng mình nghĩ là phụ tá cũng phải có sức mạnh là ngang kèo các bạn ạ. Chứ là phụ không nổi đâu, sao mà phụ nổi được. Phiêu bạc. Ok, với trận đấu hai nhân vật mới toanh luôn thì sẽ như thế nào nha các bạn. Rồi, hy vọng là mọi người sẽ không nhắm vào chú rồng đai hùng như cái cách mọi người nhắm vào lớp gót. Hy vọng thôi các bạn. Pha đầu tiên thì nói chung là gãi ngứa rồi. Đấy các bạn thấy chưa, sức mạnh chưa. Trời ơi, mình kia level 60 không thể đùa được. Đúng rồi, những rồng chúng ta level là có 30 đánh như vậy thôi, 40 cũng vậy thôi các bạn ạ. Ta hy vọng rằng chúng ta không gặp con bài cắt chế. Đấy các bạn, ngay cả gọi là
sức mạnh đến từ vị trí của phiêu bạc mà cũng không thể làm được quá nhiều điều. Ôi ôi, giờ có chí bạn thì không chí bạn từ trước đi. Rồi đến Yasta, hay quá, hai người liên tục chí bạn. Như vậy thì những rồng bên kia không thể đỡ được đâu. Ồ, rank của họ là rank vàng 1 các bạn ạ. Hay quá, liên tục là những pha combat rất là mạnh cản các bạn ạ. Bóng tối tử thần, còn lại một chú rồng cuối cùng. Chú rồng chúng ta vẫn còn bơ hồi sinh nha các bạn. Đấy, hồi sinh đi nào. Hay quá, trong những cái gọi là đoạn thời gian này thì không có bị nhắm vào, chính là chú rồng đang thùng các bạn ạ. Trời ơi, đánh mệt luôn mà có 40 trái cây vậy. 40k, ui. Mấy cái rương này sẽ nhiều trái cây hơn nha các bạn. Mấy cái rương này là ít trái cây rồi. Rồi, năm mảnh tiếp theo vô cùng khó khăn. Và để xem là bên kia không có hệ khắc chế được cục hiệu ly rồi, nên là đánh thoải mái. Ôi dồi ôi, chú rồng gọi là cầm hai cái xiên bên kia đã khiến cho chú rồng, hai chú rồng mới vô đã bay màu rồi. Bên kia one hit như cái cách mà ngày xưa mình cầm những cái rồng mạnh mà one hit đội hình bên kia. Trời ơi, bay màu hết. Hai cơn sáu. Hiển nhiên là như vậy các bạn. Đấy, với những đòn chí mạng rất là khôn ngoan đến từ vị trí của Nanh Băng. Đang đánh trắng chứ. Rồi, và sử dụng những đòn lửa đánh rất đau các bạn ạ. Thôi xong rồi, đánh trắng bay màu rồi, nhưng mà một mình của Vi Hồ Ly dư sức cân 3 được. Đấy, phải cân 4 luôn. Trời ơi, phải cân 4 các bạn ạ. Đây nè, đánh vô rồng này luôn nè. Đó. Còn một đấu một. Ui trời ơi. Nói chung là ui ôi, cân 4 và phải là thêm một người gần chết các bạn. Nói chung là lên đây khó lắm. Bạn nào mà chúng ta không có đội hình mạnh thì không nhất thiết là phải đánh trên đây nha. Mới 2 trận thôi đó. Ôi. Ôi không. Rồng này đánh chúng ta rất đau đấy. Đấy, một chú rồng bóng túi đã bị tiêu diệt. Và còn chú rồng này cũng sẽ bị tiêu diệt các bạn. Còn lại là chú rồng này. Trời ơi, đau đớn vô cùng luôn. Quá đau đớn các bạn. Ơ kìa. Cuối cùng vậy là vẫn là một mình. Ui xồi ôi, được đánh tiếp. Ui, lượt đánh tiếp lại cho chú rồng kia rồi. Không sao không sao. Chuẩn bị một cân 4 nè các bạn. Mới đánh được một người. Cố lên mắt, mắt đỏ ơi. Hay quá, trời ơi. Mắt đỏ hay quá. Túng chiêu đi. Trời ơi, sử dụng skill đặc biệt đâu. Ôi ôi, đừng mà. Rồi, rồi còn các bạn. Còn thở, còn gỡ. Ôi ôi. Túng chiêu đặc biệt là được rồi. Ok. Rương này ngon nè. 530k trái cây bằng với trái cây của một rương Herit. Ngon hết nhở. Từ từ thì... Ui, ui các bạn. Bên kia làm cái gì thế? Mới vô đánh một phát đau quá trời luôn. Ui. Ui trời ơi. Xong rồi. Thôi xong rồi. Đấy đấy đấy, giật giật đi nào. Hết 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 cơ hội rồi các bạn. Đánh đau quá trời luôn á. Đánh đi. Đấy. Thôi rồi hai phát. Quyên sinh các bạn ạ. Ồ, may quá. Hấp huyết. Hay quá, trời ơi hay quá. Nói hay gì đâu luôn các bạn. Oh no. Oh, wow. Hấp huyết chắc là cân được. Hấp huyết. Hấp huyết, trời ơi. Còn một mình chú rồng các bạn ạ. Trời ơi, sao kỳ thế nhỉ. Thích chơi chiêu, thích thì chơi, không thích thì chơi rồi sao ta. Bao đi nào. Một phát nè. Ok, còn rất nhiều người luôn á. Bao hai phát nè. Bên kia chắc là đi bào từ từ các bạn. Bào 3 phát nè, 1 cân 6 á. 1 cân 6 ghê á. Trời ơi, nghĩ gì. Nghĩ gì, tỉnh mộng lại đi. Tỉnh lại đi. Trời ơi, còn đúng một người luôn các bạn. Ôi, xém 1 cân 6. Đúng mạnh luôn. Chú rồng đó đúng mạnh luôn các bạn.
Ui rồi ôi. Ta phải khắc chế những cái rồng mà mạnh mạnh thôi. Đấy. Đúng vậy. Ôi ôi. Rồi rồi rồi, còn còn 4. Chúng ta gặp những rồng bên kia kìa, gặp gọi là Michonne kìa các bạn, và chú rồng hai rốt thịt. Nhìn cái thanh máu các bạn, nhìn nó dày đặc luôn, mỗi cái thanh nó phải là 1.000 máu nhỉ, biết biết bao nhiêu ngàn đây, quá ghê gớm. Thì đây là kiểu mà mọi người gia đình vampire đã phát hiện ra, gọi là vị anh hùng đã đầu phe cho cái ác nha các bạn, cho nên là đến đây để trừng trị. Tất nhiên là đến để trừng trị rồi các bạn. Rồi. Bắt đầu đọc thoại thôi. Hey yo. Lại là các người sao? Các người cuối cùng cũng đã mò được đến đây. Thì ra mày chọn cái chết. Này người anh em, tại sao anh lại làm như vậy? Các người đã biết rồi, tại sao còn hỏi ta? Đó là vì sức mạnh. Sức mạnh? Nhưng cậu đã có sức mạnh rồi mà. Ta còn muốn sức mạnh nhiều hơn. Nhiều đầy sức mạnh căn bản là không đủ. Ta phải gia nhập cái ác. Ta phải lấy được sức mạnh tham nhũng. Cậu đã đánh mất chính mình rồi. Hãy quay trở lại với con đường thiện lương đi.
Thiện lương là cái gì? Thiện lương có cho ta được sức mạnh không? Các ngươi đừng nói nhảm nữa, có ngon thì tiếp chiêu đi. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Vậy thì tớ sẽ sử dụng sức mạnh vampire thuần khiết để đưa cậu trở lại với con đường chánh nghĩa. Nằm mơ mộng hảo quyền, bây giờ ta có sức mạnh ta to thế này, một mình ta là cân ba chưa đủ, phải cân sáu luôn. Các ngươi đừng nhiều lời nữa, nhào vô đi. Nào các anh em, chúng ta phải hợp sức lại để đưa hai group tịch tham về với lại vị trí ban đầu. Mọi người có nhất quyết với tôi không? Đúng rồi, đấm chết nó đi. Anh nhầm. Đi kéo nó về với chính nghĩa đi. Rồi vậy thì chúng ta sẽ gọi là nổ ra một trận chiến các bạn ạ. Ok. Rồi. Và trận chiến bắt đầu khi gọi là Nanh Băng sử dụng một cú đấm ấy đánh mà gọi là đánh cận vệ là hơi mệt đó nha. Bây giờ nó nhắm vào chỗ rồng đây đi, giữ lại vậy một cận vệ các bạn, và phá được cái lớp khiên của chú rồng bên này. Ôi trời ơi, một đòn đánh lan rất là diệu kỳ đến từ Mechon, và đã có một cái pha chí mạng đến từ vị trí của những anh em vampire hấp huyết lại sở trường vampire. Bên kia cũng hấp huyết được vậy, nhưng tại sao lại đánh chú rồng lết gót vậy? Trời ơi, lết gót có biết gì đâu, lết gót độc thoại làm như vật chính đó mà. Rồi lết gót cảm thấy vậy, hấp huyết lại, anh em lấy máu của tôi, cho tôi xin lại nhé. Thôi kìa, chơi skill gì, no survival, không có người sống sót, toàn đánh lan không vậy? Đánh mà chơi đánh lan không vậy? Trời ơi, 106k, máu không thấm gì, lại tiếp tục đòn đánh lan. Anh em chưa ai chết hết, nhưng thực ra là mọi người ai cũng gần chết các bạn. Ui trời ơi, đánh lan đúng mạnh luôn. Kìa, sao hấp huyết tôi nữa, tôi có làm gì đâu, sao hấp huyết tôi hoài vậy? No survival một lần nữa, kìa, sao mà skill hồi nhanh quá vậy? Trời ơi, chết hết luôn. Trời ơi, hồi máu. Hồi máu hồi cho riêng bản thân thôi các bạn ạ. Trời ơi. Rồi Nova 7 vượt phong. Trời ơi, hồi sinh, bơ hồi sinh đâu rồi? Rồi nói chung là bay màu rồi, tất cả mọi người anh em bay màu hết trơn rồi các bạn. Ok 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 ok. Trời ơi. Ồ, Blood God không chơi skill gọi là hấp huyết hả? Thế rồi. Trời ơi. Tiếp tục khỉa sức mạnh các bạn. Không ngờ sức mạnh của bên kia đã quá lớn, chúng ta không làm gì được. Hồi sinh, niết bàn trọng sinh, sờ kêu cuối cùng. Sao lại là lấy gành nhỉ? Cố gắng hết sức rồi. Và thế là không thể gọi là đưa những người anh em quay trở lại. Mày không hớt được bao con trai, Toby không tình yêu. Đấy các bạn, thực ra là cái kịch bản này là mình đã đoán trước rồi. Chứ sức mạnh của hai chú rồng gọi là Vampire vẫn còn gọi là quá thấp nha các bạn. Kiểu giống như là không phải, chú rồng bên kia có thuật tái tạo hồi sinh năng lượng mạnh lắm. Đấy, tất cả gọi là 500 anh em sẽ gọi là nhắm vào chú rồng này. Đấy. Thôi ôi, tăng tốc độ lên nào. Đấy. Thôi hấp huyết lên, thôi, hấp biết máu các bạn. Tại vì máu bên kia nhiều quá mà. Úi trời ơi. Nhưng bên đây không chơi cái skill giảm đam các bạn, hơi là tiếc lắm. Trời ơi, có khiên luôn, mỗi lần mà mình vào lại là chỗ đồng kia hồi lại khiên nha. Hấp có miếng máu vỏ. Trời ơi, đánh lần 8 mấy k. Đấy. Trời ơi, FCA. Rồi, sử dụng skill gọi là đó luôn. Hủy diệt chưa các bạn? Kiểu giống như là mình cho đội hình mà anh em đông đấy các bạn, thì sẽ khiến cho chú rồng bên kia là kiểu như là có cái cơ hội để mà vận dụng skill. Đánh thì máu không gọi là mất nhiều, mà bên kia có skill để mà bút máu lên các bạn, nhưng mà chỉ hồi máu thôi. Chứ còn nếu mà có skill như là của Blood God thì toang các bạn, toang. Nói chung là chắc chắn là phải toang, nhưng mà vẫn có cách để mà đánh bại nha các bạn. Ok, vậy thì trong gọi là phần 2 thì chúng ta đã đến được với cái cửa ải cuối cùng. Để gọi là lần sau khi mà Blood God và Raifu hồi phục rồi thì chúng ta sẽ tính sau nha các bạn. Nói chung là trong phần này vẫn chưa có thể là đánh bại được người anh em hai group tịch tham. Tôn Nghiêm vẫn còn đó. Đấy, tại sao là thách thức Tôn Nghiêm nhiều các bạn. Đây mới là chạm trán thôi. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn các em, chia sẻ cho thầy đi.